Hello, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Tạp chí Nghe Nhìn Việt Nam. Và trong bản tin hôm nay, ngày 18 tháng 4 thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với những tin tức mới nhất nhé. Sau khi tiếp tục làm đầy danh sách điện thoại của mình khi trình làng Galaxy A60 cho thị trường Trung Quốc. Với Galaxy A60 thì Samsung đã trang bị cho chiếc smartphone này một màn hình LCD Infinity O với kích thước là 6,3 inch và độ phân giải là Full HD cộng. Camera selfie sẽ tạo thành một lỗ nằm trong góc trái của màn hình, giúp không gian hiển thị chiếm gần 92% diện tích mặt trước. Với lợi thế này thì Galaxy A60 được ví như là bản giá rẻ của chiếc Galaxy S10e cũng có màn hình đục lỗ, hay là một phiên bản rút gọn đến từ Galaxy A8s. Máy sẽ không có đường rãnh thoát âm đàm thoại do sử dụng công nghệ âm thanh Screencast, trong đó màn hình sẽ đóng vai trò như một loa lớn tương tự như LG G8 ThinQ. Ba camera được tích hợp phía sau mẫu điện thoại mới của Samsung, trong đó chúng ta sẽ có màn ảnh chính 32MP của độ là f1.7, camera siêu rộng 8MP với độ là f2.2 và camera 5MP để đo chiều sâu. Cùng với đó là đèn flash sẽ được đặt bên dưới camera và gần đó là cảm biến vân tay. Galaxy A60 sử dụng bộ vi xử lý Snapdragon 675 cùng với RAM 6GB và bộ nhớ trong là 128GB. Máy sẽ có viên pin là 3500mAh cùng với sạc USB Type-C. Chúng ta sẽ không có jack cắm tai nghe 3.5mm, nhưng bù lại thì các bạn sẽ có sạc nhanh. Và tại Trung Quốc thì smartphone này đang được bán ra với mức giá là 1.999 tệ, tức là khoảng 7 triệu đồng. Và ngoài ra bên cạnh A60 thì Galaxy A series còn đón thêm một thành viên nữa, đó chính là mẫu Galaxy A40s với màn hình giọt nước 6,4 inch. Máy cũng có 3 camera với độ phân giải thấp hơn một chút so với 60. Chúng ta sẽ có con chip Exynos 7904, RAM 6GB, bộ nhớ trong là 64GB. Nhưng bù lại bạn sẽ có một viên pin khắc khủng 5000mAh. Và A40s thì hiện tại đang được bán ra với mức giá khoảng 1.499 tệ, tức là khoảng 5,2 triệu đồng. Nếu như các bạn cảm thấy giá của iPhone XR vẫn còn quá cao thì iPhone 8 phiên bản giá rẻ có thể sẽ là một sự lựa chọn hợp lý dành cho bạn. Một báo cáo mới đây cho biết là Apple sẽ hồi sinh chiếc iPhone 8 với màn hình 4,7 inch thiết kế không thay đổi. Tuy nhiên thì máy sẽ được trang bị cấu hình tối tân nhất để đảm bảo các tác vụ sử dụng trơn tru mượt mà có thể, bao gồm vi xử lý Apple A13 128GB. Và chúng ta sẽ chỉ có một camera đơn duy nhất. Thông tin này còn chia sẻ thêm là Apple sẽ sản xuất 20 triệu chiếc iPhone 8 và Pegatron sẽ chịu trách nhiệm sản xuất thiết bị này. Mức giá được Apple đưa ra rơi vào khoảng là 649 đô, tức là khoảng 15 triệu đồng, cao hơn khoảng 50 USD so với mức giá là 599 đô của chiếc iPhone 8 64 hiện tại dùng con chip Apple A11. Và iPhone 8 sẽ là mẫu máy giúp Apple có thể tìm được chỗ đứng trong phân khúc tầm trung di động hiện nay, thời điểm mà các nhà sản xuất Trung Quốc đang độc chiếm thị phần. Phải kể đến như là Oppo hay Vivo và cả Samsung nữa. Samsung là tấn công rất là mạnh. Các bạn thân mến, vậy là thương hiệu con của Huawei là Honor đã vé bước màn đầu tiên của Honor 20i mà công ty tiếp nhận đơn hàng trước hồi đầu tuần này. Đây là một trong những chiếc smartphone tầm trung nhận được nhiều sự chú ý của khách hàng nhờ sở hữu các tính năng hấp dẫn trong phân khúc. Đầu tiên phải kể đến điện thoại trông rất là giống Honor 10i đi kèm với màn hình là LCD 6,21 inch với cái notch hình giọt nước, đặt camera selfie chất lượng là 32MP. Trong khi đó ở mặt sau của máy sẽ có thiết lập 3 camera bao gồm cảm biến chính là 24MP của độ là f1.8, cảm biến 8MP của độ f2.4 và một cảm biến độ sâu 2MP của độ là f2.4 nữa. Máy được tích hợp viên pin là 3400mAh và hỗ trợ sạc qua cổng micro USB. Máy cung cấp cho người dùng 4 tùy chọn cấu hình RAM và ROM lần lượt bao gồm như sau: 4GB và 128GB, 6 và 64GB, 6 và 128GB và 6 và 256GB. Nhưng vì một số lý do và biến thể với ROM là 128GB không có sẵn trên các cửa hàng trực tuyến Vmail của Huawei. Và giá bán dành cho phiên bản RAM 4GB và ROM 128GB cùng với RAM 6 và ROM 64 rơi vào khoảng 240 đô, tức là khoảng 5,6 triệu. Còn lại với bản 6GB RAM và ROM 256GB sẽ có mức giá là 7,6 triệu đồng. Ngoài ra chúng ta sẽ có một sự lựa chọn với 6GB RAM và 128GB ROM là 6,6 triệu đồng. Và chúng sẽ bắt đầu được chuyển giao tới khách hàng trong 2 ngày đầu tiên với 3 sự lựa chọn màu sắc, đó là Gradient Blue, Gradient Red và Midnight Black. Ok, vậy là vừa rồi thì chúng ta đã cùng nhau điểm qua những tin tức mới nhất trong ngày hôm nay. Cảm ơn các bạn đã theo dõi kênh YouTube của Tạp chí Nghe Nhìn Việt Nam. Và nếu như bạn có bất kỳ những câu hỏi hay kiểu đóng góp nào thì hãy để lại thông điệp phía dưới phần bình luận của video này nhé. Còn bây giờ thì xin chào và bye bye.